gạo nè, rồi bột mì nè, bột năng, rồi nước cốt dừa nè, rồi xong rồi có rất cái lớp ngoài cùng nó đen, hạt đen, hạt mè nhìn nó đen lấy lấy nè. Hèn chi cái trái chứa chiên của chị ấy giống như là nổi bật luôn, lúc mà trưng lên là ai nhìn ta cũng thấy có mè nhiều hết trơn á, rất là thích. Khách khen thì chị thấy cũng vui lắm, nhiều người cũng khen lắm, bánh ngon rồi. Chị nhớ cách đây mới cách đây có 3-4 bữa thôi nè. Dạ. Có khách mà người ta mua mà đem hẳn qua bên nước ngoài em. Wow. Mà chị nói không hiểu sao mang ra nước ngoài được. Tại người nhà đi qua nước ngoài lâu năm á, không được thưởng thức những cái món ăn dân dã quê nhà. Dạ. Cho nên là em mua xong rồi em cấp đông rồi gửi qua bên Hàn Quốc á. Người ta thích lắm chị. Chị Trang đưa cho một trái chuối vừa mới chiên xong, còn nóng giòn luôn nha. Và các bạn nhìn thấy cái lớp mà mè ở ngoài nè, các bạn thấy có hấp dẫn không? Nếu như mà mình trưng ở trên quầy nữa thì thôi phải nói là bá cháy luôn. Bây giờ là mình bẻ ra cho các bạn xem bên trong có cái gì nha. Wow, giòn mà nóng quá. Cô chồn tay ra. Rồi mọi người nha. Giòn rụm mà vị rất là đặc biệt, ăn một lần là nhớ mãi. Ăn xong là không còn muốn ăn chỗ nào khác nữa hết, rất là ngon. Ngon quá mọi người ơi. Để em chào chị ạ. Tụi em là kênh Châu Bò Review. Tụi em chuyên đi quay những cái quán ăn đường phố mà tụi em thấy là ngon và sạch sẽ để cần giới thiệu cho lan tỏa cho mọi người biết tới nhiều quá chị. Thì quán của chị á, tụi em nhìn hấp dẫn quá à. Đó là chị cho tụi em quay cách chị làm chú chiên để cho mọi người biết tới nhiều nha chị. Rồi, được, em cứ quay đi em. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Chị giới thiệu sơ về quán của mình được nè. Chị tên gì ạ? Chị tên là Trang. À, chị Trang à. Quán dạ. Chị không có tên gì hết. Vậy quán chú chiên của chị Trang. Chị bán ở đây là bán ở chỗ nào nè? Chị có thể nói địa chỉ để... Là số 236 Nguyễn Tư Giản, phường 12 Gò Vấp đó em. Dạ. Chị bán ở đây lâu chưa? Chị bán được gần 1 năm rồi. À, cũng là 1 năm rồi, cùng một cái thời gian cũng khá là thử thách đó. Chị bán ở đây là chị bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? Chị bán từ 11 giờ trưa tới 6 giờ rưỡi tối á em. Dạ, 11 giờ trưa tới, tức là công nhân mà ra buổi trưa là ăn được rồi nè. Đúng rồi, rồi tới ca chiều của nhau công nhân ra người ta cũng ăn được luôn. Tới đến tối được gì đó là bắt đầu chị dọn quán vào. Vậy thì các bạn đi thì vẫn phải tới sớm sớm trước 6 giờ chứ không thôi là tới sau đó không có cơ hội dùng chú chiên của chị chiên nữa đâu. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ chị đang làm công đoạn này là công đoạn gì vậy chị? Cái này là chị đang ép chuối á em. Dạ. Cái lúc mà ép chuối để cho chuối ngon á, em thấy là người ta cũng phải kỹ càng trong cái việc lựa chuối rồi xong rồi ép chuối đồ gì lắm. Thì chuối của mình lựa là chuối gì vậy chị? Chị lựa chuối sim đen, chuối mua của miền Tây á em. À. Còn mua mà chúng phải chuối của miền Đông á, ăn nó chua lắm, nó không có ngọt cho chuối. À. Nó phải mua chuối đúng chuối miền Tây á. À, cũng là chuối chiên luôn mà cũng khó ha chị. Đúng rồi. Đâu phải loại chuối nào cũng chiên được, phải đúng chuối của miền Tây. Ở dưới miền Tây thì cái vị người chuối miền Tây bị... người ta trồng nó ngọt. Dạ, nó ngọt, nó không có bị giống như bị bột quá hoặc là chát quá không chị? Đúng rồi. Chị có ngại không cho chia sẻ cho mọi người cái loại dầu đó nè. Dạ dạ. Đây chị dùng chị sử dụng dầu thương hiệu đàng hoàng á các bạn. Đó là dầu Habikoki. Dầu này có những cái ký hiệu đây nè, trong đó mình thấy cái ký hiệu mà mọi người thường an tâm á là tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao nè. Và có thêm những cái chứng nhận là dầu an toàn đảm bảo nữa. Còn cái nước dầu á các bạn nhìn cái chỗ trong nè, nó không hề có cặn đồ gì hết mà cái nước dầu nó rất là trong. Người khác mua người ta trước khi mua chuối là người ta cứ nhìn vô cái nồi dầu dạ. của mình trước em, người ta thấy dầu trong dầu đẹp đó người ta mới mua chứ dạ. còn cái dầu mà đen đen với lại nhìn lên cái bánh mà chiên dầu cũ nó nhìn cái bánh nó cũng đen thui à, là người ta dạ. nhìn là người ta biết à. Chiên cũng hay lắm nha, thấy chị chiên thấy cũng dễ dàng hơn so với lại mọi người nữa. Chị chiên xong cái chị cắt một cái là để cho nó ráo dầu đúng không? Đúng rồi. Em thích cái nồi này ghê á. Cái nồi này mỗi lần á chị lấy lên cũng dễ mà chị nhiễu dầu ra chị cho nó ráo dầu cũng dễ luôn nữa. Em thấy cái dĩa cái khay bột của chị nè đẹp ghê vậy đó. Chị cái khay bột này của chị chuẩn bị khó không vậy? Chuẩn bị cũng nhanh lắm, đơn giản lắm em. Dạ. Chị pha bột trước khi đi chị bán rồi chị pha bột xong rồi ra đây là chị chỉ việc chiên thôi. Dạ.
trong bột của chị á, có cái gì đặc biệt để mà ngon hơn so với những cái loại bột khác không vậy chị? Bột này là bột chị tự làm ra đó, tự công thức là chị tự tìm họ, tìm tòi, tự học hỏi. Có nghĩa là chị làm lâu năm, cái xong cứ mỗi lần ấy là chị thêm chút này xong rồi giảm cái kia, cứ không, thử tới thử lui đó không chị? Trước khi bán mình phải nghiên cứu rồi công thức nó hoàn chỉnh, hoàn thiện đã rồi mình mới bán. Chứ không phải mình bán trong quá trình mình vừa bán rồi mình vừa tự thay đổi được em. Bán vậy nó không thể. Tức là vậy mình còn bị mất khách nữa đúng không? Đúng. Mình phải ra công thức chuẩn rồi mình làm ngon làm ok hết rồi mình mới bán thôi. Chứ vừa làm mà vừa thay đổi tới thay đổi luôn nó em lắm. Biết là coi như là mỗi một quán phía chiên á đều có một cái công thức pha bột riêng lắm, mà cái công thức nó giống như là điều kiện tiên quyết với lại là một cái công thức bí mật của mỗi quán á. Nhưng mà em biết là trong cái gia vị và cái của cái bột phía chiên này thường thường là có bột gạo nè, rồi bột mì nè, rồi có quán thì người ta bảo bột năng, rồi có bán là bỏ nước cốt dừa nè, rồi xong rồi có bây giờ người ta còn có thêm vị là phô mai bỏ vô nữa. Thì không biết là quán của mình nè, công thức của chị tìm hiểu như vậy á, thì là em không có nói về công thức đồ gì hết, nhưng mà có cái bột gì hay cái gì là đặc biệt, hay là chị có cái gì đặc biệt ở trong cái bột để thu hút mọi người không vậy? Công thức bột của chị thì cũng đơn giản thôi, cũng không có gì cầu kỳ đâu em. Một số cái loại bột nhưng mà chủ yếu là bột gạo. Bột gạo là chính, rồi có đậu xanh, có mè đen, có cốt dừa. Mấy cái nguyên liệu là các loại đậu đó mình phối hợp vô chung vô để nó tạo cái độ giòn, độ sốt cho cái bánh của mình đó em. Có mỗi một cái loại đậu như vậy thì nó sẽ làm cho có một cái tác dụng lên cái bánh của mình riêng. Có cái thì là nó sẽ làm cho giòn, có cái thì nó làm cho sốt, rồi có cái thì nó làm cho mình không ngấm dầu á. Thì chị có bỏ thêm hồi nãy là chị nói là bột củ năng thôi, đậu xanh đúng không chị? Đậu xanh, có bỏ thêm đậu xanh nữa. Có chỗ em thấy người ta bỏ đậu xanh nữa. Có chỗ em còn thấy người ta bỏ đậu nành nữa cơ. Đúng rồi đó, chị cũng gia đình của chị cũng có đậu nành á, thì chị nói em là nó có một số loại đậu á, đậu xanh, đậu nành. Nành nó tạo được, cũng tạo độ sốt cho cái bánh của mình á, bánh của chị có đậu nành nữa. Cũng có đậu nành luôn hả đậu chị? Đậu nành, đậu xanh. Cứ là cái mình càng làm nhiều là mình càng thấy á, mà em thấy cái bột của chị á, chị pha rất là nhiều cái mè đen nè. Thì cái mè đen nó có tác dụng gì lên trái chuối chiên vậy? Tại vì trái chuối chiên miền truyền thống ở miền Tây á, lúc mà đầu ra là không có cái mè đen đâu, mà sau này em mới thấy á, vậy thì cái mè đen đó nó làm cho cái chuối chiên của mình nó ngon hơn như thế nào vậy chị? Mè đen á, tạo độ thơm, độ bùi cho cái trái chuối á em. Khách thích ăn mè lắm, nhiều khi người ta còn nhìn vô tổ chuối, người ta lựa cái chén nào nhiều mè là để ta ăn. Giống như là ngợi hơn vậy đó, có nhiều mè nó bùi nó thơm lắm. Coi cô chủ quán nó bỏ lố tay cái chỗ nào mà nhiều mè không là coi như là trái chuối đó liền. Chúng ta em ăn thử đi biết. Dạ, khách đông á, chị chiên có thể là chiên được tới mấy trái lận? Khách đông mà chiên được 8 trái á em, một nồi đó được 8 trái. Còn ví dụ những cái giờ mà thấp á, không có cao điểm á, mình chiên từ từ ít một thôi. Thì lúc nào khách cũng có bánh nóng để mình ăn á, chứ người ta không thích ăn bánh nguội đâu. Mặc dù bánh chị để lâu á, nó vẫn giòn. Nó không có gì, nhưng mà khách thì cứ thích ăn bánh nóng vậy. Nói gì thì nói, cái món chuối chiên này là cái món mà đặc sản là để ăn lúc nóng thì nó mới ngon được. Mà em nói đúng không? Chị là thuộc dạng là không có tiếc nguyên liệu gì hết trơn á. Cái mè đen nó đã có sẵn rồi, mà mỗi lần chị pha một cái lớp bột, em thấy còn chị còn có một cái, chị có thêm một hũ mè riêng này nè các bạn, để chị rắc lên nữa lúc chị chiên thêm nữa. Nên là ăn như vậy á, thì là mới nó mới có cái mùi mè đậm được đúng không chị? Chứ còn vô bột mà chưa xin về. Rắc ở ngoài cái lớp ngoài cùng á, cái mè đen nó đen ánh đậm lên nó đẹp, còn bên trong cái lớp bên trong thì nó chìm rồi, nhìn không rõ cái hạt mè. Tuy là có trộn vào bột rồi nhưng mà nó sẽ chìm ở bên trong á. Chìm ở lớp bột trong, nó không có nổi cái hạt mè lên. Mình phải rắc cái lớp ngoài cùng á, nó đen hạt mè. Hạt mè nhìn nó đen lay lay nè. Hèn chi cái trái chuối chiên của chị ấy, giống như là nổi bật luôn, lúc mà trưng lên là ai nhìn ta cũng thấy có mè nhiều hết trơn á, rất là thích. Rồi khách người ta mua, chị nhớ cách đây mới cách đây có 3-4 bữa thôi nè. Có khách mà người ta mua mà đem hẳn qua bên nước ngoài em. Mà chị nói không hiểu sao mang ra nước ngoài được. Xong em đấy, em nói là em mua về em ăn chuối với chị nhiều lần rồi. Em thấy ngon nên là em muốn giới thiệu ấy, tại người nhà đi qua nước ngoài lâu năm á, không được thưởng thức những cái món ăn dân dã quê nhà. Cho nên là em mới mua, xong rồi em cấp đông rồi gửi qua bên Hàn Quốc á. Người ta thích lắm chị. Đặc biệt là tuy là mình cứ tưởng là những cái nước kia người ta làm bánh rất là ngon, hay
trái chuối chiên của mình nè, người ta cảm thấy nó vi diệu lắm. Người ta không ngờ là trái chuối có thể là bao một cái lớp ngoài rồi mà chiên lên nó thành cái dạng bánh như thế này. Người ta cứ nghĩ là giống như bình thường ngoài kia là cái trái chuối nó không phải còn nguyên trái vậy đó, chứ không ngờ là chiên lên rồi ăn cái vị ở trong một cái lớp bột ở ngoài nó lại giòn như vậy. Người ta thấy rất là lạ, nên là nước ngoài người ta qua người ta thường người ta hay ăn món này lắm. Mà chị biết sao không? Tức là người ta mua về cái xong người ta để trong thùng xốp á, là chuyển qua bển có mấy tiếng à? À, để dạ. Hàn Quốc là nó gần với mình. Dạ. À, chị thấy em đó nói là em cấp đông mua nhiều loại bánh lắm, xong rồi dạ. Cấp đông xong rồi gửi qua người nhà bên đó. Dạ. Ví dụ như mà như vậy á, thường thường cái trái chuối chiên muốn giữ đông á, có phải là để tủ lạnh rồi xong rồi người ta lấy ra người ta để vào gọi lò vi sóng á, nó ăn lại được không chị? Bỏ vô lò nướng lại giòn, nóng giòn lại như thường thường này. Vẫn dạ. Giữ được mùi thơm ngon. Dạ. Với lại một cái điều đó em thấy rất là đặc biệt ở quán chuối chiên mình nè, là cái xe của mình á, cái chỗ cái nồi đó giống như là thường thường để người ta bán cháo lòng hay cái gì á, thì chị lại lấy cái chỗ mà cái nồi nè, chị đặt nguyên một cái nồi dầu luôn chứ không phải là cái chảo dầu. Thì là chị có tâm sự gì về cái đó không vậy? Cái nồi này giống như kiểu hồi trước nhà cũng có bán hủ tiếu nên là dạ. Cũng tận dụng lại cái nồi của mình. À. Đó, nhưng mà chị thấy chiên nó cũng kiểu chị chiên khoai nhiều á, xong rồi dạ. Chiên thì nó thành nó cao như vậy á, thì nó đỡ văng dạ. Dầu cho mình, nó an toàn. Nhiều khi khách đứng chờ mua mà cứ dạ. Đứng chờ cứ sợ, xong rồi chiên rồi đứng cứ né ra không à, tâm lý người ta cứ sợ. Có người nào là có người nào không biết sao mà họ quay qua họ lại quán mì họ kêu lấy một tô hủ tiếu không vậy. nhưng mà hay lắm nha, cái này nè, nhờ cái thành nồi nó cao á nên là rốt cuộc là mình bỏ vô mình không có bị văng, với lại em thấy là thả cái chuối vô là em thấy nó dễ hơn so với cái chảo. Mình có thả mạnh tay nó cũng không có sợ dạ, ăn, kiểu không gì có sợ gì hết trơn được. Em thấy nó tiện hơn nhiều lắm á, mà chiên mấy cái khác cũng dễ nữa không chị? Đúng rồi. Nhiều khi có sẵn vậy mà mình không ngờ tới ha. Dạ. Một năm mà bán như vậy á, chắc là con cũng cái năm đầu tiên với là những cái thời gian đầu tiên á, chắc cũng là khó lắm hả chị? Cái giai đoạn đầu mới ra chưa có quen khách đây, bán dạ. Cũng lai rai thôi à. Còn bây giờ chị bán cũng có một cái lượng khách quen ổn định nữa. Dạ. Còn lúc đầu là bắt đầu mình phải lấy từ từ khách, rồi có khách quen, rồi sau đó cứ khách quen rồi khách bản lai nữa thì ổn định, mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó khỏe hơn. À, rồi chị bán là giá cả như thế nào nè? Chị bán là 7.000 một trái. Dạ. Khoai á, với lại bánh cay á, là 10.000 một phần. Dạ. Ở vùng Tây cũng phải gọi là ở thành phố mình rồi mà bán cái giá đó thì cũng dễ ăn cho mọi người đó chị. Mình bán như vậy là giá được á, không có nhiều tiền, nó vừa với lại mọi người ai ăn cũng được, dễ ăn. 20.000 thì 3 trái. Dạ. Rồi xong rồi nói là kinh châu bò giới thiệu lại đây, có khuyến mãi thêm gì không chị? Có. Dạ. Chị bán khách bình thường vậy bán không cũng cứ hay thêm lắm. Dạ. Cứ bán rồi lại thêm khoai rồi thêm bánh cay cho khách á. Dạ chị nghe một phần đó. Là mình giới thiệu thêm cái món ăn mới của mình cho dạ. Món ăn khác cho khách á. Dạ. Ăn thấy ngon rồi lại vừa mua chuối vừa mua khoai vừa mua bánh cay mình lại bán được nhiều hơn nữa. Dạ. Em thấy cái khoai này là khoai lang chiên phải không chị? Đúng rồi. Khoai lang chiên của chị á không có giống như những người khác, người ta chỉ là bột thôi nha. Còn của chị bột mà chỉ có mè vô nữa. Em thấy vậy đó. Ngay cả cái bánh cay chị làm cũng vậy nữa, chị chuẩn bị trong cái bột bánh cay á chị cũng bỏ nhiều hành rồi ớt cũng lên màu á, rất là đẹp. Chị mới chiên một mẻ bánh cay mà khách lại mua 50.000 hết rồi. Dạ. Chết rồi, nó bị vỡ rồi. Nó bị gãy rồi, nó chua dạ. Nó chín đó. Như vậy nè, lúc mà trái chuối chiên á mà nó bị vỡ như vậy á thì mình có cái cách nào để mà mình làm cho nó là làm cho nó trở thành nguyên lành lặn cho trái chuối chiên. Nối nó lại á, nối dạ. Nó lại với nhau á em. Dạ. Em thấy chị bán đâu cũng được một năm rồi, thôi sẵn vậy chị chỗ tài nối một cái miếng chuối chiên bị vỡ cho mọi người coi đi. Dạ. Cái này em thấy chị chiên tất cả là như tới mấy nước lần không? Chị chiên tới 3 lần. Dạ. Đó, cái này nối nè không chị? Mình nối nó lại đó. Với nhau, nó lại liền lại mặt lại với nhau thôi. Dạ. Và các bạn đừng có sợ nha, thiệt ra lúc mà nói như vậy á, thiệt ra là người khách ăn á, còn lời nữa. Tại vì cái miếng chuối chiên nói vô thường thường là nó nhiều chuối hơn là đúng so với rồi. Lại những cái trái chuối, những cái chuối chiên bình thường đúng không chị? Đúng rồi. Mình nói vậy giống như là mình làm cái dạng như khuyến mãi vô cho khách đó, thì nó bị vỡ ra mình nói vô cái trái chuối kia thì là cái trái chuối nó lớn hơn á, đúng không chị? Đúng rồi, hoặc là nhiều khi mình bán đông mình vội mình không nối á thì mình dạ. Cứ hai trái nhỏ đó mình ghép làm một cho người ta cũng được. Dạ. Giống như kiểu thêm cho người ta đó. Dạ.
cái bột nó sẽ làm liền cái trái chuối lại. Còn trái chuối chiên á, để chiên cho giòn á thì em thấy là mọi người á thường thường là phải chiên tới mấy lần lận, là trái chuối chiên của chị là chiên mấy lần vậy chị? Chiên tới 3 lần lận. Dạ. Với lại cái bánh chuối chiên của chị nãy giờ em nhớ rồi, em nói cái bánh của chị nó nổi bật quá, nó vàng vậy á, là trong bột của mình là có nghệ không chị? À có, chị có bỏ ít bột nghệ. Dạ, nghệ nó lên cái màu vàng như vậy đúng không? Vàng tự nhiên là mình cũng an toàn tốt cho sức khỏe mình đó. Cái nhiều chỗ sao bỏ phẩm màu á, nhìn vô lắm, mấy cái màu nó không có tự nhiên á, em nhìn vô là em biết liền, là người ăn là người ta nhìn vô người ta cũng biết à. Dạ, nghệ với lại cái này dạ, em nghĩ có thêm một chút xíu cốt dừa nữa nè. Đó, chị, là tại chị có bán bột á, có bán bột khô nữa, nhưng mà chị không có dùng cốt dừa tươi mà chị dùng bột béo với lại bột cốt dừa chị trộn sẵn hết ở trong đó rồi, nhưng mà là mình chỉ việc đổ nước cho mình pha là mình chiên mình bán được luôn thôi. Vậy là coi như chị có bán cái loại bột nữa để cho những cái bạn nào mà muốn mở chuối chiên ra kinh doanh đó, thì là chị có bán bột để cho mọi người tiện lợi trong cái việc kinh doanh của mình, chị bán cung cấp bột xỉ luôn. Rồi ngoài cái việc mà cung cấp bột xỉ như vậy, chị có nhận dạy mọi người không? Ví dụ như bạn nào mà thích bán chuối chiên nè, giờ họ thích có một cái kinh doanh đồ gì dạng như vậy nè, thì chị có nhận là dạy cho mọi người không ạ? Có, chị có dạy nghề luôn em. À dạ. Chị mới bán vậy đó chứ mà được người cũng muốn học lắm á. Bữa trước cũng có cái bạn kia muốn học, nói là em học mà em qua bên xin em bán, tại bên đó thấy người ta chiên trái chuối không có ngon như ở Việt Nam mình chiên. Đó bạn muốn học xong rồi nói học là để qua đó bán thì kinh doanh, thì chị cũng dạy, chị cũng chỉ cho bạn. Dạ. Bên kia là xứ hiện đại nhưng mà người ta đâu phải là xứ chuối giống như bên Việt Nam mình. Cho nên các du học sinh ở bên đó như khi muốn ăn rồi không tìm hoài không có. Cho nên là bạn cũng có ý tưởng mới sáng tạo đó, bạn định qua đó biển đó để bạn bán. Nhiều khi vậy á, có khi là làm giàu bên bển luôn không chừng đó chị. Trời. Có khi chị truyền nghề lại nhưng mà qua bên kia bán toàn là tiền đô sinh với đô Mỹ không á, chứ không phải thường đâu. Vậy nếu như mà các bạn muốn liên hệ với chị á, để hỏi thêm về trái chuối chiên, hoặc là để mua bột, rồi hoặc là người ta muốn hỏi để mà liên hệ với chị để học á, thì liên hệ với chị như thế nào ạ? Chị có số điện thoại là 0937 989 740. Là chị Trang. Chị Trang. Dạ. Đó là số liên hệ liên lạc với lại chị Trang. Nếu như mà các bạn có cái nhu cầu về bột chiên chuối nè, hoặc là các bạn muốn học hỏi thêm ở chị nữa, thì chị có nhận là dạy nghề cho các bạn luôn nha. Nên nếu mà các bạn thấy thích thì là cứ liên hệ với lại chị Trang qua số chị vừa mới đọc. Bây giờ nãy giờ chiên rồi, vậy chờ cho tụi em ăn một trái nha, để thưởng thức trái chuối chiên rồi cho các bạn biết là nó giòn nó ngọt như thế nào. Trời, nó hồng lên kìa. Học chiên 3 lần có một lần đó. có một lần có người nói với em là cái chuối chiên á, mà để mà coi là đạt thông á, là cái hình dạng của nó nè, rồi nó phải hồng lên nè, rồi nó phải có cái độ giữ nóng lâu nè, rồi ăn vô nó phải là giòn xốp và nó có cái vị ngọt ở trong cái nhân của cái bánh chuối chiên nữa. Thì để mà làm được cái điều đó, cái lúc mà từ lúc mà chị mới biết chiên cho tới lúc mà chị chiên được ra trái chuối như vậy nè, là mất lâu không chị? Chiên một thì chiên giống như chị chiên một cái mẻ chuối này hết khoảng tầm 5 phút á. Dạ. 5 phút là một mẻ đúng không chị? Dạ. Đó, cái này chị chiên lớp thứ 3 nè. Mà em có cảm giác cái trái chuối của chị á, cái bột của chị á, lúc mà chiên lên nó rất là dễ phồng mà nó giòn lên tự nhiên lắm nha. Không chuối, có phải là canh. Chín á thì là chiên là tự phồng rồi em. Dạ. Chứ còn mà chuối xanh á, mới là chuối xanh á là chuối chiên nó cứ sẽ bét rồi nó không phồng lên được hết á. Không, nói được đơn giản như chị á là em biết không phải dễ như vậy đâu. Tại vì em thấy rồi. Em thấy là em tận mắt em thấy rồi mà ở nhà em cũng làm rồi. Em chiên lên nó không có giòn được như vậy mà nó cứng ngắc à. Em cứ chuối chín nè, xong rồi dầu nhiều rồi nhiệt độ cũng nhiệt độ trung bình. Dạ. Đó rồi em chiên là tự khắc cái chuối nó phồng lên à. Dạ. Như ngay kiểu người Việt mình vậy nè, nhiều người cũng cứ lại hỏi chị đó, ủa sao bà chiên trái chuối gì hay vậy, sao mà nó phồng được hay vậy, có tôi chiên ở nhà không có được, nó cứ chiên xong rồi vớt ra hồi là trái chuối nó sẹp lép rồi, nó sẹp mà nó còn cứng đó chị. Đúng rồi, còn nó không cứng mà nó mềm mèo quá. Trời ơi, lúc đầu chị mới tìm, mới đầu chị cũng không có ai dạy, không ai chỉ đâu, tự chị tìm tòi rồi tự chị làm hết á, mới đầu chiên cũng y hệt như em nói. Dạ.
thì cái nào cũng vậy, qua một cái thời gian vậy mình mới đúc kết được những cái kinh nghiệm chi tiết như vậy. Với lại phải có kiên nhẫn chị ơi, làm cái này phải kiên nhẫn mới được. Dạ. Wow, giòn mà nóng quá. Ừ, vô trồn tay ra. Các bạn nhìn nè. Trời, đây là đầu tiên mà mình bẻ ra được một trái chuối ngon như thế này á các bạn. Các bạn thấy cái sớ chuối nè. Đây mình bẻ ra từ từ cho các bạn nè. Rất là phồng nha. Và cái lớp ở ngoài nó phồng mà nó giòn, còn bên trong thì những cái sớ chuối nó đan vào nhau và mật chuối hiện ra rất là rõ. Mời mọi người thử nha, mình không chờ được nữa. Phải nói là quá ngon luôn, ngon lắm chị ơi. Chuối của chị lựa tuy là chín nhưng mà không phải là dạng chín mùi mà chín lắm đâu. Chín vừa tới thì ăn mới có cái vị mà ngọt thanh thanh như thế này. Còn bột của chị thì quá ngon rồi. Bột rất là giòn và giòn xốp, chứ không phải là giòn mà cứng nha, giòn xốp. Hơi béo, thơm. Ăn cái độ xốp á rất là cuốn miệng mình, làm cho cái người ăn cứ muốn ăn thêm thôi. Nếu mà các bạn nào mà muốn mà mua về để ăn giống như thay thế cho snack á thì mình cực kỳ khuyến nghị là phải ghé quán của chị Trang để thử. À, nãy giờ được chị bày cho cái làm chuối từ đầu cho tới cuối luôn nè. Rồi được chị cho ăn thử một trái chuối nữa. Thì em thấy rất là ngon và các bạn xem cũng chắc chắn là thấy ngon luôn. Nếu như mà có một lời nói với lại mọi người xem cái video clip này thì chị có gì nhắn nhủ tới mọi người không ạ? Chị rất mong mọi người ghé đến xe chuối chiên ở số 236 Nguyễn Tuy Giản để ủng hộ cho chị ạ. Ngoài ra ở đây chị có bán cung cấp bột sỉ và lẻ. Rồi các bạn nào mà muốn học nghề chuối chiên thì đến thì chị cũng hướng dẫn, chị dạy rất là tận tình từ đầu đến cuối đến khi mà ra nghề thì thôi. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu như các bạn có qua khu vực ở khu này là Gò Vấp không chị? Ở Gò Vấp và khu vực này thì các bạn hãy ghé quán chuối chiên của chị Trang để thử một món chuối chiên mà nếm một lần là nhớ mãi nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này của kênh Châu Bò Review. Nếu như mà các bạn thích những quán chuối chiên cũng như là các món ăn đường phố thì hãy đăng ký và theo dõi kênh bọn mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình chào mọi người một tiếng nha chị. Chào mọi người nha.